Đi ngược từ đây nhá. Nó lại. Trời ơi, ôi trời ơi. Một mụn, hai mụn, ba mụn, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mụn. Mụn này, làm cái gì đấy? Ghét cái tay lắm cơ. Lần theo dấu mũi, bắt mũi. Mũi đâu mà lần theo dấu mũi và bắt mũi trong này. Ghét lắm cơ. Sao? Người ta bắt mũi là người ta phải bắt mũi này. Bắt mũi này. Bắt mũi này. Chứ đó là đập của anh bắt thôi. Bắt mũi này. Quên nhầm nhầm. Quên lâu rồi đấy mà cứ nguyên cái con ve chó này mà cứ nhầm con mũi. Này, nghe anh hỏi nè. Ơi. Em có thương anh không? Em á? Ừ. Thương. Thương. Thương thiệt không? Thương thiệt. Thiệt hả? Quá đã, quá đã. Mẹ nào không nghiêm chỉnh tí nào ấy. Đàng hoàng tí nào tao hỏi này. Ừ. Em hỏi thì anh xin thưa. Chạy đi đâu thế? Đừng, đừng, đứng đâu, đứng đây nói chuyện được rồi. Thì xem nhà có ai không mới hỏi chứ. Ừ, không ai hết á. Thế anh có sợ chưa? Anh không sợ ai hết á. Ê, anh có sợ chưa? Anh là đàn ông mà sợ ai? Tội nghiệp trời sinh hai cái tai để trang trí, nghe chả hiểu gì. Anh có vợ chưa? Tôi nhỏ nhỏ cái. Chưa. Thật không? Thật. Không tin hả? Không tin anh thề à? Xe đi. Hả? Xe đi. Cái gì? Xe đi. Sờ đi hả? Mũi này đông quá sợ không được. Được cái cứ liếm lái này, chữ này ra chữ kia, bắt mũi cứ bắt tận vào đây. Thề đi nghe chưa? Thề hả? Trời ơi, thề cũng thề, nó sờ đi ai biết. Đúng rồi, anh thề nếu mà anh có vợ đó thì má anh với anh hai anh bỏ anh. Không, em không thích thề như thế. Thế thề sao? Anh phải thề là hiện giờ trên mặt của anh có một con ve chó. Nếu như mà anh nói không đúng ấy, thì mặt anh nó xuất hiện 1001 cái ve chó. Trời ơi, mặt có bao nhiêu đây, 1001 con ve chó. Anh thành người ruồi đấy. Thôi được rồi. Thương em, anh thề luôn. Thật á? Ừ. Tin chưa, tin chưa? Tin rồi. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Nhào, nhào, nhào.